cái nghề này đang rất là phát triển ở Việt Nam và có thể là tiếp tục phát triển hơn nữa. Nhà bên đây phải cố gắng hồi máu, cố gắng được hay không? Wow, xinh phát màu. Hơi khó hiểu đến từ tình huống. Cái môi trường rất là khắc nghiệt. Tại vì con đường chuyên nghiệp này rất là ngắn ngủi. Mục tiêu của mình chắc chắn là chiếc vô địch. Muốn trở thành game thủ thì cả 100.000 người chơi thì tầm chừng có 50 mấy người là gọi là xuất sắc, mà chỉ có 1 người vô địch. Rồi cứ từ rồi, cứ từ thôi, nó quýnh chết tụi bay á. Rồi cái này giết được rồi, cái này giết được á, nó mất tay rồi nha. Ra ra đi, ra đi, ra đi, cao tao. Cái này nó ngấm từ máu từ lúc nhỏ rồi. Mình chơi là cái thứ mình làm giỏi nhất. Mọi thứ xung quanh mình không còn để tâm tới nữa. Nó cho mình sự thanh thản. Để trở thành một game thủ chuyên nghiệp thì rất là khó. 100, 200 trận, có thể 1.000 trận mới mắt binh được con tướng đó. Nói thẳng ra là như đi làm vậy. Ngày người ta có thể làm 8 tiếng thì tụi mình có thể chơi game ngày 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng. Người lớn không bao giờ nghĩ cái nghề game là một cái nghề chính thức và có thể kiếm được tiền đàng hoàng. Một cái gì đó người ta gọi đó là cuộc chơi thôi chứ người ta không nghĩ đó là một cái công việc gì đó. Thì đa số các phụ huynh đều ngăn cản và cũng không mấy mặn mà về vấn đề này. Game nó là một cái trò chơi mà nó vô bổ lắm. Thậm chí chú Hải chú còn nói là cái đồ sống ảo, lấy đâu ra tiền mà trang trải cho cuộc sống về sau này. Thì cô mới nói là mình có một đứa thôi. Nếu như nó có đam mê thì mình cứ để nó đi theo đam mê của nó, có được không? Thì bố nó chỉ nói một câu duy nhất là nếu muốn chơi đồng ý, nhưng mà phải chơi thật giỏi và phải trở thành người nổi tiếng thì đồng ý. Mình đã thấy đam mê thì mình phải làm cho tới cùng. Và để chứng tỏ được thực sự đó là một cái việc gì đó mà nghĩ nó là thực sự nghiêm túc. Cột mốc mà mình nghĩ quan trọng nhất với nhóm đó chính là cuối mùa đông 2017. Đối với Việt Nam thì không có gì là không thể xảy ra cả. Chuyện này có thể xảy ra. Vâng, với một sự tự tin như vậy, mình sẽ chúc cho Sài Gòn Phan Tô có một trận đấu hết mình. Đội tuyển của mình được đánh giá là một đội tuyển rất là nặng ký cho cái chức vô địch. Nhưng chỉ dừng chân ở hạng tư. Còn sự thất bại ê chề. Thất bại trong cái việc là mình, cái lời hứa của mình. Mình hứa với bản thân mình rằng là mình sẽ làm rất tốt. Sau giải đó thì anh em rất buồn, không ai muốn nói gì hết và nói chung là muốn gã tem luôn, giải tán. Yamate lúc đó cũng suy nghĩ chằn chọc bỏ qua mọi thứ để liên hệ với anh em lại để tạo thành một team. Thì sau một khoảng thời gian tầm chừng một tháng mấy, mình có câu trả lời cho bản thân mình là mình quyết mình làm lại một lần cuối cùng. Để mình biết rõ được bản thân mình có đủ sức để làm cái gì đó hay không. Tụ họp lại với nhau để cố gắng một lần nữa. Phải nằm xuống.
và chúng ta đã có cái tên đó là Sài Gòn Bắc Bộ, tân vương của đấu trường danh vọng lần này. Thành quả này mình chờ đợi rất là lâu rồi. Nói là một quá trình là tầm 1.5 năm để theo con đường chuyên nghiệp game này. Nói đúng là 1.5 năm không phải là nhiều. Nhưng mà nó là một cái gì đó, là một cái sự gọi là tôi luyện và cái sự nhẫn nại của mình, cái sự kiên trì của mình cho tới ngày mình đạt được cái điều đó.